động thái con ruột giữa tin bí mật đón Hoài Linh về Mỹ. Khi tin đồn Hoài Linh bí mật về Mỹ rộ lên, mọi động thái của Võ Lê Thành Vinh cũng nhận được nhiều sự chú ý. Tối qua, 10 trên 9, hàng loạt diễn đàn showbiz lan truyền thông tin nghệ sĩ Hoài Linh được con trai bí mật đón về Mỹ đã hạ cánh an toàn. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi danh hài vẫn đang đối diện với ồn ào từ thiện và hiện tại dịch bệnh cũng rất căng thẳng. Rộ tin Hoài Linh đã bí mật về Mỹ. Chính vì thế, nhiều người chú ý tới những động thái của con trai nghệ sĩ hoài linh võ lê thành vinh trên mạng xã hội ngay sau khi tin đồn nổ ra thành vinh cập nhật story đang họp hành công việc sau đó anh có chuyến bay tới một địa điểm khác để thực hiện công việc trong ảnh trên máy bay thành vinh tác tên studio của mình có vẻ như đang đi chụp ảnh cưới hoặc chụp ảnh sự kiện nào đó anh cũng tự động viên bản thân giữa sự bận rộn cái gì không thể giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn được biết ngoài làm kỹ sư ngành hàng không Thành Vinh còn có một studio chuyên về quay chụp tại Mỹ, nhiếp ảnh gia 9X thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng cộng sự thực hiện những bộ ảnh cưới, bộ ảnh nghệ thuật trên mạng xã hội. Loạt story cho thấy nhịp sống của Thành Vinh vẫn diễn ra bình thường, chứ không có gì đặc biệt. Nhiều người cho rằng tin đồn con trai bí mật đón Hoài Linh sang Mỹ là thất thiệt. Vài tháng trước, Hoài Linh vướng phải lùm xùm từ thiện chấn động, danh hài bị chỉ trích chậm trễ trong việc giải ngân số tiền quyên góp gần 14 tỷ đồng, phải sau nửa năm mới lên tiếng khi công chúng hỏi đến phủ nhận biển thủ, Hoài Linh đồng thời đưa ra một số giấy tờ liên hệ với chính quyền các địa phương, Danh hài cũng tiết lộ một trong những lý do khiến việc giải ngân chậm trễ là vấn đề sức khỏe khi phải điều trị ung thư tuyến giáp. Phía Hoài Linh sau đó cũng nhanh chóng giải ngân tiền quyên góp, báo cáo đã xuất đi 15,2 tỷ chỉ trong một tuần. Dù vậy, những tranh cãi xoay quanh ồn ào từ thiện của Danh hài vẫn chưa thực sự lắng xuống, nhiều người vẫn đang chờ đợi nam nghệ sĩ trình sao kê minh bạch. Từ khi vướng ồn ào cho tới hiện tại, hoài linh gần như ở ẩn không xuất hiện trên bất cứ mạng xã hội nào các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé